Theo quan niệm của người Việt, ngày mùng 1 là ngày đầu của một năm. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ may mắn trong ngày này thì cả năm cũng sẽ được tốt lành và thuận lợi. Sự quan trọng của người đầu tiên đến thăm gia đình vì thế càng được nhân lên. Vậy thì tục xông đất đầu năm xuất phát từ đâu và có ý nghĩa như thế nào đối với người Việt ạ? Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 thì các nhà dân tộc học phương Tây đấy, người ta còn tiếp cận với các tộc người, các cộng đồng mà người ta sống một cái văn minh cổ xưa. Thì người ta thấy rằng đấy, là các tộc người đó khi người ta muốn khởi đầu một công việc gì, đặc biệt là những công việc gắn với đất đai, gắn với địa lý, thì người ta thường có những nghi lễ, thì người ta thường mời những cái nhân vật như là già làng, những người khỏe mạnh, hoặc là tù trưởng, hoặc là thủ lĩnh thị tộc đấy, đến để chứng kiến và làm các nghi lễ. Dần dần thì cứ khởi đầu bất cứ một việc gì thì chúng ta lại nhờ thầy cúng để thắp hương, nhờ các bậc trưởng lão, những người gia đình hạnh phúc, người ta đến, người ta mang đến cái điều may mắn chúng ta. Thì một năm là một khởi đầu cho rất rất nhiều chuyện trong cuộc sống chúng ta. Thì sau giao thừa, người ta có cái tục là mời một người có uy vọng, sống hạnh phúc, đạo đức tốt, quanh năm là không có một cái gọi là một cái điều không may nào cả. Thì đến, thì người đó đến chúc mừng cho gia đình, đồng thời mang đến điều may mắn cho gia đình một năm. Thì người ta mời những người đó gọi là xông nhà hoặc là xông đất, thì ta vẫn giữ cái đó. Vâng, khi mà chọn người xông đất đầu năm thì rất là nhiều người quan tâm đến việc chọn tuổi, xem có hợp với gia chủ đó hay không. Thì ông quan niệm như thế nào về vấn đề chọn tuổi xông đất ạ? Sự lựa chọn đó dần dần nó trở thành mê tín và nó đưa đến với chúng ta những cái điều rắc rối chính trong gia đình mình hoặc là chính trong xã hội. Ví dụ trước đây thì người ta xem tuổi theo chủ nhà như thế, nhưng bây giờ nam nữ bình đẳng. Thế là ông chồng muốn chọn một người hợp tuổi mình, bà vợ cũng muốn chọn một người hợp tuổi mình, đến đứa con đang học hành sắp thi cũng muốn chọn một người hợp tuổi mình. Như vậy bản thân trong gia đình nhiều khi đã không thống nhất được. Và bản thân ấy, người ta tin rằng là người xông nhà có đem đến cái điều may mắn này. Nhưng cuộc sống bây giờ thì nó đầy những rủi ro bất trắc. Đấy. Cho nên là người đến xông ấy thì nhiều khi người ta cũng ngần ngại. Lỡ may là trong cái năm tới mà gia đình có bất cứ một việc gì đó không suôn sẻ đấy, thì người ta gọi là bị mang vốn. Có thể là gia chủ thì họ cũng quên đi, nhưng có người họ nhớ. Năm nay vì ông này ông kia đến xông đất cho nên con trượt đại học, cho nên là bị thất thu, cho nên bị vỡ hụi, vỡ họ, đánh bạc thì bị thua. Tất cả những cái đó cho nên người ta ngần ngại. Rất nhiều nước trên thế giới, những nước trong 10 nước hạnh phúc nhất thế giới, không có nước nào chọn tuổi để xông đất. Người ta vẫn thăm hỏi nhau tất cả, nhưng mà người ta không chọn tuổi, lại không dựa vào tử vi, lại không dựa vào ngũ hành, mà người ta là những nước hạnh phúc nhất. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là chúng ta bớt đi được những mê tín đấy, thì chúng ta, và chúng ta tin vào khoa học, tin vào công nghệ, tin vào kỹ thuật, và đặc biệt là tin vào nhân văn, thì nhất định chúng ta cũng phát triển. Vâng, vậy thì gia chủ nên chọn người như thế nào để xông đất đầu năm ạ? Khi sự lựa chọn bây giờ đấy, thì cái lựa chọn thứ nhất của họ là lựa chọn trẻ em đấy, bé trai cũng tốt, đứa nào khỏe mạnh này, vui tươi này, bởi vì người ta quan niệm là trẻ em trong sạch. Ngày xưa cái từ đồng tử ấy, tức là trẻ nhỏ mà, được dùng để gọi Bồ Tát, mà Bồ Tát thì đạt đạo hoàn toàn ấy. Cho nên người ta dặn nhá,
hôm sau đưa thằng bé này đến sống đất nhà tôi nhé. Thì bao giờ đến thì cháu cũng đi trước, khoanh tay chào, rồi đấy, rồi mọi người vào vui vẻ với nhau. Lựa chọn số 1 bây giờ là lựa chọn trẻ em khỏe mạnh, xinh đẹp, tốt, vui tươi. Thứ hai là người ta lựa chọn những người thân yêu mình, thân ái và cùng tư tưởng. Ví dụ như là cái tục xuống đất thì người ta vẫn giữ, nhưng người ta bỏ cái xem tuổi đi, không xem tuổi nữa, miễn là thân ái với nhau, miễn là người đó năm trước ấy là không vướng bụng, tức là không vướng bận một cái việc gì cả, mọi thứ ấy, và người ta đến chúc tụng cho nhau. Đến thứ ba mà rất phổ biến là chọn tuổi, thì ai càng mê tín càng chọn tuổi thì càng ít bạn bè, cái đó nó tác hại. Cho nên là những gì mê tín chúng ta phải loại bỏ đi, những cái gì có giá trị chúng ta phát huy phát triển nó, thì như vậy chúng ta mới tiến đến một xã hội văn minh được. Dạ vâng, vậy theo ông thì tự mình xông đất nhà mình thì có được hay không ạ? Họ cũng có cách là thôi tự mình xông đất nhà mình. Xông đất nhà mình thì thường là thế này này, sau giao thừa thì người ta hoặc là lấy nước tiên hoặc là bẻ lộc, lấy cái cành lộc đấy. Thì người ta cũng chọn trong nhà là một cái người khỏe mạnh, tức là thường là trẻ em là chính đấy. Rồi đúng giờ ấy là đi ra khỏi nhà, đến khi là có được cành lộc hoặc là có được một cái thùng nhỏ thôi đấy, nước ở công cộng hoặc nước ở suối, nước ở sông đưa về, thì người ta coi rằng tự mình đã xông đất nhà mình. Tất nhiên là đến sáng sau người ta vẫn mở cửa và đón, nhưng khi mình đã xông đất nhà mình rồi đấy thì hôm sau đón một cách thoải mái và tính. Nhưng mà tốt nhất không bỏ tục xông đất vì con người đến với con người, nhưng mà bỏ ngay các cái mê tín của tuổi đấy, của ngũ hành là tốt nhất. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông. Xin được chúc ông và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng.